Nữ bác sĩ sản phụ khoa Nguyễn Thị Đăng Anh hành nghề tại San Jose, California từ năm 1990 cho đến nay. Bác sĩ Đăng Anh chuyên khoa về tất cả những bệnh phụ nữ, giải phẫu và mổ nội soi để điều trị bướu tử cung, buồng trứng, sa dạ con, sa bọc đái v.v. khám pháp định kỳ, thăm thai, đỡ đẻ và kế hoạch hóa gia đình. Bác sĩ Đăng Anh hiện điều trị tại Bệnh viện Good Samaritan, O'Connor và El Camino. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 408-993-8071, 993-8071.